Sau đây thì chúng ta sẽ bước vào phần tấn. Thuật ngữ gọi Sogi. Nhất là tấn nghiêm thì hai chân chúng ta yêu cầu khép kín, mũi chân thẳng về phía trước, gọi là tấn nghiêm, tấn Hoa Sogi. Yêu cầu đứng tư thế thẳng. Tấn tiếp theo, chúng ta mở chân trái sang phía bên trái. Khoảng cách giữa hai bàn chân là bằng một bàn chân. Hai mũi chân thẳng, hai cạnh trong của bàn chân song song. Tấn này gọi là tấn tự nhiên tấn, tấn chuẩn bị ở tư thế thoải mái. Chúng ta mở chân sang bên trái, khoảng cách giữa hai chân bằng hai bàn chân, mũi chân thẳng, hai cạnh chân cũng song song, gối thẳng về phía trước. Yêu cầu của kỹ thuật không mở gối cũng như không cụp gối vào phía trong, tư thế như là ngồi trên lưng ngựa, người ta gọi tấn trung bình tấn, thuật ngữ chuyên môn gọi là trúc trung sogi. Yêu cầu của tấn trúc trung sogi, chúng ta thấy góc độ của cẳng chân và đùi là 120 độ, chúng ta không xuống thấp quá hoặc là chúng ta ở tư thế thẳng cao quá. Ở tư thế tấn này chúng ta sẽ thấy trương lực cơ của nhóm cơ tứ đầu đùi sẽ rất căng. Yêu cầu lưng thẳng, mắt nhìn thẳng. Chúng ta thấy đây gọi là tấn trung bình tấn. Chúng ta tập ở tấn này và chúng ta sẽ tập với những kỹ thuật như rút về để chuẩn bị cho những kỹ thuật của đòn đánh. Tấn tiếp theo mà chúng ta sẽ để ý đó là tấn up sogi, tấn đi bộ. Chúng ta chuyển chân trái sang mũi chân trái thẳng về phía trước, mũi chân sau hướng một góc 30 độ. Và khoảng cách từ đầu mũi chân trước đến gót chân sau là 3 bàn chân. Chúng ta thấy 1, 2 và 3. Cho nên khoảng cách từ gót chân trước đến mũi chân sau là 1 bàn chân. Trọng tâm dồn đều trên cả hai chân. Người thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Đây gọi là tấn đi bộ hoặc tấn ngắn trước, up sogi. Chúng ta sẽ làm quen một tấn nữa, gọi là tấn up kubi sogi, tấn dài trước. Tấn dài trước yêu cầu khoảng cách từ gót chân sau đến mũi chân trước là 5 bàn chân. Yêu cầu mũi chân trước thẳng, cẳng chân vuông góc với mặt đất là 90 độ. Chân sau, mũi chân chếch lên 30 độ. Lưng thẳng, cẳng chân sau thẳng. Khoảng cách của giữa hai chân khi rút về từ gót, giữa hai gót chân là bằng một nắm tay và chúng ta bước thẳng lên tạo thành tấn dài trước. 70% trọng lượng cơ thể sẽ dồn về phía chân trước. Thuật ngữ gọi là tấn up kubi sogi. Tấn tiếp theo chúng ta làm quen đó là tấn sau. Tấn sau, 70% trọng tâm cơ thể sẽ dồn về phía chân sau. Hai bàn chân sẽ tạo thành một góc 90 độ. Cơ thể thân người 45 độ. Trọng tâm 70% dồn chân sau. Yêu cầu của tấn tip kubi sogi, hông, gối, gót trên một đường thẳng.
ở tư thế thoải mái, tấn Tipkubisogi gọi là tấn sau, vì trọng tâm dồn về phía chân sau. 70% trọng tâm chân sau, 30% trọng tâm cơ thể dồn vào phía chân trước. Trước khi để tập các đòn đấm thì chúng ta sẽ nắm phương pháp về cách tạo nắm đấm, nắm tay. Từ từ cuốn các ngón tay trừ ngón cái, ép các ngón tay vào sát lòng bàn tay. Sau đó chúng ta đè ngón cái lên trên của ngón trỏ và ngón giữa, tạo thành một nắm đấm. Nắm đấm của chúng ta không cần phải siết chặt mà chúng ta đã nắm thành một nắm đấm tròn đặc. Yêu cầu của nắm đấm: khi đấm chúng ta cổ tay phải thẳng, không được cong. Điểm tiếp xúc của đòn đánh là phần đốt xương của ngón trỏ và ngón giữa. Như vậy, khi chúng ta chuyển xuống tấn, từ tấn nghiêm sang tấn Narani Sogi, chúng ta đưa tay từ từ lên ngang phần chân thủy, chúng ta cuốn nắm tay lại thành nắm đấm và chúng ta từ từ hạ xuống phía trước ngang phần thắt lưng, và từ huyệt đan điền ở giữa cùng hai nắm đấm chúng ta tạo thành một hình tròn ở phía trước. Từ đây là chúng ta ở tư thế chuẩn bị tấn Narani Sogi, chuẩn bị tư thế tấn chuẩn bị, mắt nhìn thẳng, hơi thở nhẹ nhàng. Chúng ta thực hiện kỹ thuật tập đấm, đưa hai tay về phía trước, đồng thời chúng ta chuyển chân trái sang thành tấn trung bình, cùng lúc chúng ta rút tay về hai bên sườn, nắm đấm hướng lên trên, lòng nắm tay hướng lên trên, khuỷu tay khép sát, ngực căng, lưng của chúng ta thẳng, trọng tâm dồn đều trên hai chân, gối thẳng, chúng ta lập thành tấn trung bình. Tư thế đấm, chúng ta khi đưa tay trái ra đấm trước thì chúng ta từ từ xoay tay và đấm về phía trước, về phần trung của cơ thể. Cơ thể con người chia làm 3 phần: phần thượng đẳng, phần trung đẳng và phần hạ đẳng. Như vậy tập đấm chúng ta sẽ tập đấm vào phần trung. Khi đấm yêu cầu điểm tiếp xúc của mục tiêu là phần giữa của cơ thể, đó là phần chấn thủy, gọi là huyệt mặt trời, thì chúng ta chiếu thẳng nắm đấm về phía huyệt mặt trời. Đòn đấm yêu cầu hơi đẩy tới vai một góc độ là 30 độ. Nắm đấm chính giữa chiếu thẳng từ phần chấn thủy ra. Tiếp theo chúng ta đấm tay phải ra thì tay trái chúng ta đồng thời rút về. Đồng thời rút về và chúng ta xoay nắm tay để lòng nắm tay úp xuống, và tay rút về thì sẽ ngửa lên phía trên, lòng nắm tay sẽ ngửa lên phía trên. Và như vậy chúng ta sẽ làm theo tiếng đếm 1, và khi đấm chúng ta kết hợp với hô hấp là hơi thở 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta rút về Baro, về tư thế chuẩn bị. Khởi điểm động tác: nắm tay gạt để ở trên đầu trọng vai, lòng nắm tay hướng vào phía trong mặt,
tay lấy đà nằm sát trên phần bụng, lòng nắm tay úp xuống phía mặt đất. Khi đồng thời gạt tay trái xuống thì tay phải chúng ta rút về sườn, và lúc đó lòng nắm tay sẽ ngửa lên trên và tay gạt xuống, lòng nắm tay sẽ úp vào phía trong lòng. Ở tư thế gạt Aremaki, chúng ta làm lại khởi điểm động tác. 1, đưa xuống, và tay đối diện chúng ta cũng làm như vậy, khởi điểm động tác. 2, 1, 2, 1, 2. Trong kỹ thuật Aremaki, sau này chúng ta sẽ phối hợp với những bước tấn như tấn Upshogi, khởi điểm đồng thời tấn ngắn trước và yêu cầu khoảng cách từ phần đùi lên đến phần nắm tay của phần cổ tay là một gang tay. Chúng ta không đỡ xa quá hay gần quá. Và bản thân đòn đỡ sẽ nằm ở phía ngoài mép của đùi. Đây là chúng ta đã thực hiện xong phần kỹ thuật đỡ Aremaki, đỡ gạt dưới.